là Minh Trí đến từ trường tiểu học Trung Định. Đến 3 ngày hội sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm nay, em xin được giới thiệu đây là sản phẩm rạp dưới bóng mini của em. Em thực hiện dự án này với mục đích là để giới thiệu đến các bạn học sinh về nghệ thuật múa roi bóng của dân tộc ta. Từ kiến thức khoa học và nguồn sáng và sự truyền ánh sáng là khi ánh sáng chiếu vào một vật nào đó thì nó sẽ tạo ra bóng của vật đó. Để thực hiện sản phẩm này, em đã phát họa mô hình trên giấy A4 và tìm những nguyên vật liệu để làm như một thùng các tông cũ giúp em làm khung, một tờ giấy nến giúp em làm màn chiếu và các nhân vật được thiết kế và tạo hình từ giấy A4 và em đã dán lên bìa cắt tông và đã tô đen chúng. Các hoạt động của sản phẩm em như sau: màn chiếu được làm từ giấy nến nên phục một phần ánh sáng có thể đi qua. Đèn được đặt sau giấy nến. Khi bật đèn, em sẽ sử dụng những con. Khi bật đèn, em sẽ sử dụng các nhân vật để tạo ra bóng và kết hợp với lời thoại thú vị để tạo nên một câu chuyện đầy hấp dẫn đến cho các bạn học sinh. Khi thực hiện tiết học ngoài trời, em cảm thấy các bạn rất thích thú về tiết học STEM của lớp em nên em đã quyết định chọn sản phẩm này để tham gia hội thi. Qua dự án này, em mong muốn truyền tải được đến với các bạn và các thầy cô về nghệ thuật múa roi bóng lâu đời của dân tộc ta. Em muốn nó phát huy không chỉ trên mặt diện ở trường mà ở trên cả nước. Lần cuối cùng, em xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.